Kết phiên giao dịch ngày 20 tháng 9 thì chỉ số index là 1.218,93 điểm, tăng 13,5 điểm, tương ứng với 1,12%. Mở cửa hôm nay là giá là 1.212,08 điểm, tăng gần 7 điểm so với giá tham chiếu. Giá thấp nhất hôm nay là 1.199,71 điểm. Giá cao nhất là 1.218,93 điểm, giá đóng cửa cũng là giá cao nhất phiên. Khối lượng giao dịch là 473 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch là 11.157,3 tỷ. Có là 309 cổ phiếu tăng, 120 cổ phiếu giảm và 81 cổ phiếu không thay đổi, không đổi. Tác động đến index thì có chiều tăng thì có BID, VIX, CTG, GVR, Vinhome, GAS, HPG, Vietcombank. Tác động đến chiều giảm thì có BCM, NVNL, VCG, VSH, có Khang Điền ha. Khối ngoại hôm nay quay lại mua ròng phiên thứ hai với giá trị ròng 424,79 tỷ. Mua là HPG nè, Vinhome nè, Đức Giang nè, VIX nè, Vietcombank nè, CTG nè. Bán chứng chỉ quỹ ha. Về tự doanh thì phiên ngày 19 thôi, chưa có phiên ngày 20 ha, cập nhật phiên ngày 19 là giá trị mua ròng là 129,11 tỷ. Về thanh khoản của thị trường hôm nay là thấp ha các bạn. Thanh khoản thị trường hôm nay là nó chỉ bằng 6 mấy% của phiên hôm qua thôi. Về nhóm ngành nghề thì tất cả các nhóm ngành nghề đều tăng. Nhóm các dịch vụ hạ tầng thì hôm nay tăng là 1,36%. Nhóm vật liệu cơ bản thì tăng 1,61%. Nhóm dịch vụ tiêu dùng thì tăng 1,78%. Dịch vụ tiêu dùng thì tăng cao nhất ha. Nhóm tài chính thì nhóm chứng khoán hôm nay quay lại tăng rất mạnh là 3,26% nè. Nhóm bất động sản thì tăng 0,75%, nhóm ngân hàng tăng cũng tương đối là 1,12%. Cổ phiếu thì tăng giá hôm nay là có 5 cổ phiếu tăng trần nữa các bạn. Giảm giá thì có 3 cổ phiếu giảm sàn các bạn. Tích cực VND, Bau, SSI. Chỉ số index hôm nay đóng cửa là 1.218,93 điểm. Nếu mà ngày mai mà chỉ số nó tiếp tục tăng cả khoảng 12 điểm nữa thì chỉ số index nó về dùng 1.230 điểm nè. Giờ hiện tại cái dùng 1.230 điểm này đang là một vùng kháng cự rất là mạnh của thị trường ha. Nên là khi chỉ số đến đó thì cũng khó mà vượt qua. Do đó là phiên hôm nay mà nếu có anh chị em mà bắt đáy cái phiên ngày hôm nay á, mua một ít á, thì có thể ngày mai nếu mà chỉ số tăng nhanh quá thì có thể ngày mai nó tới đây nó giảm lại ha. Mình chưa bán kịp, ngày mốt mình mới bán kịp thì có thể là hôm nay thì ngày mai mốt T2.5 có thể cân nhắc xem xét ha. Theo quan điểm của mình thì ngày mai mình cũng không có mua mới ha các bạn. Cũng đứng ngoài để xem xét thôi. Diễn biến giá thì đầu phiên nó mở cái gap tăng này gần 7 điểm nè. Rồi bắt đầu cái lực bán ở cái giai đoạn này nó bán mạnh. Nên cái chỉ số nó sẽ giảm về tham chiếu nè.
tiếp tục giảm giảm về cho tới vùng thấp nhất là 1.199 phớt 71 là tư coi như là cả 1.200 đó cơ. Rồi khi mà giảm sâu như vậy về vùng giá 1.200 thì lực cầu nó mạnh và cũng tăng thì nó đẩy cái thị trường nó tăng lên và kết phiên là cao nhất luôn, giá cao nhất luôn hen các bạn. Xu hướng sang ngày mai thì xu hướng mình nghĩ sang ngày mai thị trường nó tiếp tục tăng dự đoán cỡ trên 70% là ngày mai thị trường sẽ tăng theo cái dự đoán của mình. Điểm qua một số cái nhóm cổ phiếu mà mình nhóm cổ phiếu này xem cái nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thì các cổ phiếu mình quan tâm đều tăng hết, đều mang sắc xanh hết hen các bạn. Trong đây CTG cái cổ phiếu tăng lại bật tăng này. Sao phiên ngày hôm qua giảm mạnh hôm nay bật cái tăng này. Ngân hàng quân đội cái nến rất là đẹp luôn, tăng cao nhất phiên luôn. Vietcombank, Vietcombank tăng vượt cả MA10 hơn ha, vượt MA10 lại chỉ còn MA20 thôi. An Bình thì còn dưới 40 đường MA còn yếu. ACB, ACB thời gian này giảm quá mạnh này, hôm nay chận lại ha, có dấu hiệu tạo đáy ha các bạn. Nhóm chứng khoán thì chỉ có một cái cổ giảm thôi à, chứng khoán Tiên Phong nè giảm. VND hôm nay thì tăng tăng 5,32% luôn. Tăng dùng kháng cự ngay chỗ MA 10 đường với giá cỡ 19.5 ha các bạn. SSI cũng giống với VND ha các bạn. Cũng dưới các đường MA rồi. MBS thì chận lại 2 cây. VCI cũng chận lại đà giảm ha, còn trên được MA 100 ha. HCM thì cũng giống với VCI ha. SSH thì cũng 3 cây cũng đi ngang ha. Nhóm bất động sản thì cũng có một số mã tăng, số mã giảm. Vinhome thì nay cũng giảm cũng tăng lại ha các bạn. Vinhome. TG cũng chừng lại. CKG hôm nay giá quá đẹp các bạn. Để mình có thể test về đây lên đây hôm nay có thể giảm về gặp cái hỗ trợ MA10 với MA20 này bật lên cao hơn cả MA10 20. Có thể sáng mai nếu các bạn đánh nước thì có thể là ngày mai các bạn mua giá cỡ khoảng 27.5 thì có thể bật CKG nó sẽ tiếp tục bật tăng các bạn, tạo mô hình hai đáy nè, đáy sau cao hơn đáy trước nè rồi nó sẽ bật tăng. CKG này nhìn rất đẹp hơn các bạn. Tăng vượt trên các cái đường MA 10, 20, 50, 100 đóng cửa trên. Theo dõi CG diễn biến ngày mai nếu mà cổ phiếu ngon thì có thể giải ngân một ít nha, CKG bằng tiền thật của mình nha. Quan điểm của mình thì đầu tư không có sử dụng margin các bạn. Khi mà thị trường tăng mạnh thì lúc đó mình xem xét lại. Còn giờ thì sử dụng bằng tiền thật thôi, đánh khoảng 50-60% tiền thôi.
CKG đẹp cơ mà. Cổ phiếu NHA thì hôm nay giảm cũng kết phiên thì cũng tăng. Chạm ngay hỗ trợ là MA50 ha. Dựng là cái đó. Chặn lại cái đà giảm sau phiên ngày hôm qua giảm mạnh ha, giảm sàn luôn, hình như hôm qua chỉ giảm sàn. CCL thì cái nến Doji ha, dùng nếu mà đây là dùng đáy thì đây là cái nến Doji có thể thay đổi cái xu hướng, đổi xu hướng ha, từ giảm sang tăng ha. Giá của CCL giá 8.5 này cũng giá cũng thấy rất là đẹp ha, có thể xem xét để giải ngân ha, một ít ha. Sale giá 26.7 này cũng đóng cửa cao nhất phiên luôn. Giá này cũng theo quan điểm của mình cũng rất đẹp ha. Nếu mà sale tăng lên thì dục gặp cái vùng kháng cự ở giá khoảng 28 ha, 28 29 ha. Nhưng bạn chờ thì có thể chờ được tăng lên giá cỡ khoảng 29 là giải ngân thì an toàn hơn. Đức Long. Đức Long thì nó giảm tới cái vùng đáy của tháng 6 rồi các bạn. Đây tháng 9, đáy của 3 tháng về trước rồi. Đức Long thì nó ở giá 3 là đáy của rất là lâu rồi. Đáy tháng 6 thì nó cỡ giá là 3.3 này. Đức Long cũng chừng là cái đà giảm rồi các bạn. Nay đóng cửa cũng tăng cao nhất phiên luôn. Đánh lướt lát chơi cổ phiếu giá trị nhỏ này cũng được các bạn. Đức Long. L18. L18 mạnh các bạn. Nay giảm tăng lên cả hai cái đường MA luôn này. Có thể thay đổi xu hướng. Nếu thị trường chung ổn thì L18 có thể tiếp tục nó sẽ quay lại đà tăng các bạn. Nam Long. Nam Long thì cổ phiếu Nam Long này khối lượng giao dịch mấy tháng nay thì rất là ít ha. Hôm nay cũng giảm cái cũng có cây nến để tăng, hôm nay cũng tăng dưới các đường MA, ngày hôm qua cũng giảm mạnh này tăng. Nam Long thì cũng xem xét thôi các bạn, chưa chưa dội giải ngân mua Nam Long hay các bạn. Vít cổ phiếu có vốn quá lớn thì này thì quan điểm của mình là không đầu tư những cổ phiếu này. Giảm không, xu hướng giảm thấy vít giảm suốt. Long này cũng chưa dội mua hơn các bạn, cần kiên nhẫn hơn hơn các bạn. Đồng tiền này cũng chưa. CA cũng đẹp các bạn. Ngay đóng cửa thì vẫn không cao nhất phiên nhưng mà có được hỗ trợ MA100 xu hướng dài hạn. Có thể mua thăm dò CI một ít được các bạn. Rồi, xem qua các cái nhóm như là nhóm thép ngày hôm nay sao. Nhóm thép thì có HBG tăng 1.15 điểm ha, 1.55 điểm. Thép. Chưa dọn mua mới ha, H và phát thì mình chưa dọn mua mới. Hoa sen cũng chưa các bạn. Nam Kim thì cũng chưa các bạn. Thép Việt Nam. Dòng thép thì chưa 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 dội mua các bạn. Đầu tư công. FCN. FCN sau hai ba phiên tăng thì hôm nay giảm lại các bạn. Giảm lại 1,26% này. Hôm nay giảm nhưng khối lượng cũng thấp thì cũng
và nằm trên các đường MA thì cổ phiếu này mình thấy cũng cũng tiếp tục nắm giữ các bạn. Có thể xem xét nếu mà cổ phiếu có dấu hiệu tăng thì có thể xem xét giải ngân một ít với cổ phiếu này cũng được. Epson ạ. Khi thị trường chung mà tăng thì cổ phiếu này có thể là nó sẽ tăng, tiếp tục tăng các bạn. C4G. C4G cũng đẹp các bạn, C4G nhìn thấy đâu thì cũng tương đối hơn các bạn. Theo dõi các bạn. G36. G36 thì cũng chưa dội giải ngân ha các bạn. Hà Tiên 1. Hà Tiên 1 cũng còn yếu chưa dội các bạn. Cần kiên nhẫn thêm các bạn. Bỉnh Sơn. Bỉnh Sơn thì còn yếu hơn nữa. Quá yếu. Nhóm dầu khí Bình Sơn thì hôm nay tiếp tục giảm luôn các bạn, giảm về vùng đáy của tháng 7 các bạn. ASB thì hôm nay thì cũng có cây nến rút chân ha, nhưng cổ phiếu này thì cũng còn rất yếu hơn các bạn, rất yếu. Ai đu đỉnh ở vùng này thì cũng cũng lâu mới về bờ được các bạn. Này lên gặp một cái vùng kháng cự này rất là mạnh nữa, cổ phiếu này cũng khó mà tăng lên được tới về bờ với giá này hơn các bạn. Theo quan điểm mình thì cổ phiếu này có thể tích lũy mấy phiên, có thể tiếp tục giảm nữa các bạn. Phiếu này có thể giảm về cái vùng hỗ trợ của cái đường MA10 nữa các bạn. Cổ phiếu này thì không mua mới hơn các bạn. Có thể xem xét nếu mà có lời thì chốt một ít trước đi các bạn. Lỗ chút đỉnh thì cũng có thể xem xét cắt lỗ cái cổ phiếu này. Cổ phiếu này đóng cửa cao nhất phiên đây cũng đẹp, chưa gọi mua cổ phiếu này đâu. BVD thì rất đẹp ha, hôm nay có cây nến rất là đẹp. Quan điểm của mình ngày mai cổ phiếu này có thể tiếp tục tăng. Cổ phiếu tăng này thì ở trên đây thì có thể về dùng giá là 23.5, từ đây 22, 21.5 lên tới ngắn hạn có thể tăng. Dùng đáy này cổ phiếu này đẹp, thế tạo mô hình hai đáy là nó đi lên, tiếp tục đi lên các bạn. Cổ phiếu này thì đẹp hơn, mạnh hơn, có thể xem xét này hơn các bạn. Điện nước, điện nước thì có cổ phiếu RI này tăng hơn các bạn, thì tăng. Z thì chuẩn là đà giảm, chưa có dấu hiệu tăng mạnh hơn các bạn. GEG thì yếu hơn nữa, giảm giảm luôn sâu hơn cả vùng đáy của tháng 7 luôn. Cái nến Doji có thể cổ phiếu này sẽ quay đầu lại ở cái vùng giá 19 này, thì cái vùng giá nó cũng tương đối ổn các bạn. Nhưng mà cổ phiếu này còn yếu, các bạn cần phải xem xét nhiều hơn trước khi quyết định đầu tư nha các bạn. Tài chính điện lực. Phiếu này hôm nay tăng mạnh hơn các bạn. Trước thì cũng có hai phiên cũng có dòng tiền vào rồi nè các bạn. Thấy cổ phiếu này tiếp tục theo dự đoán của mình ngày mai có thể tiếp tục tăng. BC1. BC1 thì chưa dọn mua hả các bạn. Nhóm công nghệ thông tin thì hôm nay tăng cũng nhiều ha. FPT.
Hôm qua giá FPT tăng ha. Thầy tăng. Hôm nay thì tiếp tục tăng nhưng gặp kháng cự rồi. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái thị trường chung kết phiên giao dịch ngày 20 tháng 9 năm 2022, và đây là cũng là những cái nhận định của theo quan điểm cá nhân của mình thôi, thì các bạn này có thể tham khảo cân nhắc trước khi quyết định đầu tư. Mình luôn chúc các bạn đầu tư thành công và có nhiều lợi nhuận. Nếu các bạn muốn đồng hành cùng mình thì có thể nhấn vào tham gia cái nhóm Zalo cộng đồng bên dưới. Nhóm Zalo miễn phí thôi các bạn. Trong nhóm Zalo này mình cũng chia sẻ những cái tài liệu, những thông tin và điểm mua, điểm bán từng cổ phiếu. Các bạn có thể tham khảo được. Rồi, thôi mình tạm biệt các bạn ha. Chúc các bạn một ngày mới đầy năng lượng. Rồi, tạm biệt các bạn.